sang cái nội dung thứ hai, đó là trả lời trực tiếp đối với bà con chăn nuôi. Thế vậy thì trong trường hợp này thì chúng tôi sẽ trả lời cho bà con, và trong quá trình tham gia thì bà con chúng ta hãy đưa ra các câu hỏi để chúng tôi trả lời. Vâng, và có rất nhiều các câu hỏi mà chúng tôi sẽ trả lời cho bà con. Vâng, và trong cái buổi live stream này thì chúng tôi cũng thấy có rất nhiều bà con tham gia cái buổi live stream của chúng tôi, và cũng rất cảm ơn bà con đã bớt chút thời gian để mà tham gia cái buổi live stream của chúng tôi. Vâng, câu hỏi thứ nhất của khán giả là Võ Hậu. Thầy cho em hỏi, heo được 30kg có triệu chứng tiêu chảy từ phân xám chuyển sang phân màu vàng. Từ phân xám chuyển sang phân màu vàng, và sau đó có lẫn máu, heo bỏ ăn lờ đờ hay nằm, heo bị bệnh gì và phác đồ điều trị. Vâng, trong trường hợp này là heo bị viêm ruột tiêu chảy do E. coli nhé, do E. coli và có ghép với cầu trùng, có ghép với cầu trùng. Thế vậy thì để mà khắc phục được cái hiện tượng này thì anh cần phải lưu ý và thực hiện mấy cái bước sau đây. Bước thứ nhất là phải giữ ấm cho heo. Thế vậy thì cái biện pháp giữ ấm cho heo ở đây thì anh cần lưu ý này. Nếu mà nuôi chuồng lồng hoặc là nuôi chuồng sàn thì chúng ta sử dụng cái đèn hồng ngoại hoặc là sử dụng cái chuồng úm. Còn nếu mà chuồng nền ấy, thì anh phải làm cái sạp tre và sạp gỗ nhé. Làm sạp tre hoặc là sạp gỗ để ở góc chuồng ấy, và đồng thời cũng sử dụng cái đèn hồng ngoại để giữ ấm cho heo, tránh không cho heo nằm trực tiếp dưới nền đèn sàn hoặc là nền chuồng. Thì đấy là cái thứ nhất mà cần lưu ý. Thứ hai là điều chỉnh lại cái khẩu phần thức ăn. Thì trong trường hợp này là giảm cái lượng thức ăn tinh nhé, giảm cái lượng thức ăn tinh, đặc biệt là những cái thức ăn mà có cái hàm lượng protein cao, hoặc là những thức ăn tanh, hoặc là những thức ăn mà có chứa nhiều nước thì chúng ta phải giảm bớt đi. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai, là điều chỉnh lại cái khẩu phần thức ăn. Và thứ ba, dùng theo một cái phác đồ mà chúng tôi tư vấn cho anh như sau. Anh dùng kháng thể E. coli tiêm cho heo liên tục 3 ngày liền, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và tiêm trong trường hợp này là anh cần phải tiêm ở xoang phúc mạc. Tất nhiên là khi mà tiêm kháng thể E. coli cho heo thì có một số trường hợp có hiện tượng sốc phản vệ, tức là heo có thể là chảy nước dãi, sùi bọt mép và có hiện tượng co giật. Nhưng cái hiện tượng này thì nó chỉ xảy ra với một cái thời gian rất ngắn, heo lại trở lại bình thường. Thì đấy là thứ nhất là dùng cái kháng thể E. coli để tiêm cho heo, và đồng thời dùng kháng sinh đặc trị đối với cái vi khuẩn E. coli. Thì cái kháng sinh mà đặc trị đối với khuẩn E. coli hiện nay thì có rất nhiều các loại kháng sinh, nhưng trên thực tế hiện nay hay dùng đó là fluorphenicol hoặc là thiamphenicol hoặc là ensoflox hoặc là quinoline nhé, hoặc là quinoline. Thì những cái thuốc này tiêm bắt theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và đồng thời cũng phải dùng cái thuốc để mà diệt cầu trùng. Thì thuốc diệt cầu trùng ở đây thì anh có thể dùng một trong các cái chế phẩm như là diclacoc, hoặc là có thể là dùng biococ, hoặc có thể là dùng những chế phẩm có chứa tontraruzin nhé, những chế phẩm có chứa tontraruzin để mà tác động diệt cầu trùng. Thế vậy thì buổi sáng dùng thuốc để diệt cái vi khuẩn E. coli, còn buổi chiều dùng thuốc để diệt cầu trùng. Và trong trường hợp nếu mà heo mà tiêu chảy nặng thì anh có thể dùng atropin sunfat tiêm bắp
theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Thế vậy thì cái atropine sulfat này có tác dụng là giảm cái co bóp, giảm tiết dịch chuột và đồng thời cũng có hiện tượng giảm nôn mửa rất là tốt. Thì đấy là cái thuốc kháng sinh để diệt cái vi khuẩn E. coli cũng như để diệt cầu trùng, và đồng thời cũng phải dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng. Thì anh dùng vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine tiêm bắp, và dùng thuốc trợ lực có thể dùng là Catosan hoặc là Sopito hoặc là Satosan tiêm bắp cho heo. Và nếu mà heo tiêu chảy nặng mà cơ thể bị mất nước nhiều thì dùng điện giải glucocase thảo dược kết hợp với vitamin tổng hợp cho heo uống tự do, và nếu mà heo không uống được thì anh có thể là dùng cái dung dịch điện giải hoặc là dung dịch đường gluco đẳng trương 5% tiêm vào xoang phúc mạc. Thì cái vị trí xoang phúc mạc tôi đã giới thiệu rất nhiều trên cái VTC16 cũng như là rất nhiều trong cái buổi live stream trực tuyến của chúng tôi. Thì đấy là cái câu hỏi thứ nhất mà tôi trả lời cho anh. Còn câu hỏi thứ hai là anh hỏi là gà đi phân trắng phân xanh, gà giảm ăn vác đồ điều trị như thế nào. Thế vậy thì đối với câu thứ hai này thì theo chúng tôi với cái biểu hiện trên đàn gà mà anh mô tả thì theo chúng tôi là đàn gà của nhà anh bị mắc bệnh nhiễm cất sơn, hay còn gọi là bệnh gà dù nhé, hay còn gọi là bệnh gà dù. Thế vậy thì để khắc phục cái hiện tượng này thì anh cần phải lưu ý mấy bước sau đây. Thứ nhất là tách gà bị bệnh ra khỏi đàn. Thứ hai là cho toàn bộ đàn gà uống nước tỏi. Thì nước tỏi pha như thế nào thì tôi đã giới thiệu rồi, giới thiệu rất nhiều trên cái VTC16 cũng như là trong cái buổi live stream trực tuyến của chúng tôi, thì tôi không nhắc lại nữa. Và cái bước thứ ba thì anh dùng một cái phác đồ mà tôi tư vấn như sau. Việc đầu tiên là anh dùng kháng thể gum tiêm cho toàn bộ đàn gà và tiêm liên tục 3 ngày liền. Sau 3 ngày tiêm kháng thể gum thì anh dùng vaccine phòng bệnh Newcastle. Thế vậy thì nếu mà đàn gà nhé, nếu mà đàn gà đã trên 2 tháng tuổi thì anh có thể là dùng vaccine Newcastle hệ 1 để tiêm cho gà. Còn nếu mà gà ở 1 tháng tuổi trở lại thì anh dùng vaccine NDIB anh nhỏ cho gà. Thế vậy thì việc tiêm hoặc là nhỏ cho gà thì cũng phải với liều gấp 2 lần so với liều phòng bệnh. Ví dụ như trên bao bì sản phẩm người ta chỉ dẫn là một cái ống vaccine hoặc một lọ vaccine sử dụng cho 1.000 gà, thì trong trường hợp này là chúng ta sử dụng cho 500 thôi. Thì đấy là với liều gấp đôi. Và tôi nhắc lại là vaccine chỉ tác động một lần và tác động gấp 2 lần hay gấp đôi so với liều phòng bệnh. Đồng thời là dùng thuốc kháng sinh để diệt cái vi khuẩn bụi nhiễm. Thì trong trường hợp này anh có thể dùng Amoc hoặc có thể là dùng Enzofloc 20% hoặc có thể là dùng Deotesol hoặc có thể dùng Ampicoli hoặc có thể dùng Flor 20 hoặc có thể dùng Florphenicol anh cho gà uống liên tục 5 đến 7 ngày. Và để cho đàn gà nhanh chóng được hồi phục thì anh dùng điện giải glucocase thảo dược kết hợp với vitamin tổng hợp kết hợp với vitamin ADE anh hòa với nước sạch cho gà uống tự do hàng ngày, cùng với việc kết hợp với men tiêu hóa để kích thích tính thèm ăn và kích thích cái quá trình tiêu hóa hấp thu, đồng thời nó cũng kích thích cái sinh trưởng phát triển cho đàn gà. Vâng, chúc anh xử lý thành công. Rồi, một câu hỏi tiếp theo của một khán giả tên là Trần Thị Thu Hà có đưa ra câu hỏi. Thầy cho em hỏi, lợn nhà em bỏ ăn người nóng uống nhiều nước, vậy là bệnh gì và thầy giúp em với ạ. Vâng, cái trường hợp này thì chị đưa ra cái câu hỏi, thì câu hỏi này nó chưa đủ cái dữ liệu hay chưa đủ cơ sở để chúng tôi chẩn đoán.
Đó. Thế thì cái hiện tượng mà người nóng uống nhiều nước thì nó có rất nhiều cái bệnh gây nên, và khi mà con vật ốm thì thường có các cái hiện tượng này. Cho nên khi mà theo dõi con vật mà bị bệnh thì cần phải theo dõi chi tiết, ví dụ như là cái biểu hiện hô hấp nó như thế nào, ví dụ ở trên da nó như thế nào, ví dụ như là đường tiêu hóa nó như thế nào, vân vân. Nhưng trên thực tế hiện nay đối với lợn thường đã hiện nay đối với lợn nó xảy ra mấy cái bệnh sau đây đang diễn ra rất phức tạp, và mấy bệnh sau đây: thứ nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, thứ hai là bệnh tai xanh, thứ ba là viêm đa xoang, và thứ tư là cái hiện tượng là dịch tiêu chảy cấp nhá, hiện tượng cái dịch tiêu chảy cấp. Do vậy mà chỉ cần lưu ý, có như cái câu hỏi mà chi tiết hơn nữa. Thế vậy trong trường hợp này thì chúng tôi cũng tư vấn một cách chung chung cho chị, và chị cứ thực hiện xem như thế nào. Việc đầu tiên là cũng tách lợn bị bệnh ra khỏi đàn, và sau đó là dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường xung quanh nhá. Thế cái này thì anh chị cần phải lưu ý nữa. Thứ hai là đặc biệt là trong những ngày giá lạnh thì phải giữ ấm cho đàn lợn. Thì cái giữ ấm là tôi nói rồi, là nếu mà chuồng hở thì phải che, dùng cái tấm tre để che cái hướng gió lùa, và phải dùng sạp tre, sạp gỗ để cho lợn nằm lên trên sạp tre, sạp gỗ, hoặc có thể là dùng các cái chất độn chuồng, ví dụ như rơm khô, cỏ khô vân vân, cho lợn nằm ở trên đó, và nếu có điều kiện thì dùng đèn hồng ngoại để sưởi ấm cho lợn. Thì đấy là vấn đề thứ hai chỉ cần phải lưu ý. Và vấn đề thứ ba thì dùng một cái phác đồ hiện nay, và những phác đồ này thì chủ yếu là nâng cao sức đề kháng và dùng thuốc điều trị triệu chứng, dùng thuốc điều trị với bụi nhiễm vi khuẩn nhá, điều trị triệu chứng và dùng thuốc điều trị cái bụi nhiễm vi khuẩn hoặc là bệnh địa phát. Thì chị dùng như thế này. Thứ nhất là chị dùng kháng thể đa dòng. Hiện nay trên thị trường ở một số công ty đã có kháng thể đa dòng. Thì cái kháng thể đa dòng này tiêm cho lợn theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và nó có tác dụng rất tốt, nâng cao sức đề kháng cho con vật. Nâng cao sức đề kháng cho con vật. Thì đấy là cái vấn đề đầu tiên mà chị cần lưu ý. Và cái thuốc thứ hai là dùng kháng sinh mà có cái hoạt phổ rộng và đồng thời ít bị vi khuẩn kháng thuốc, đó là A mốc LA. Thế vậy thì chị có thể dùng là A mốc LA hoặc là Genta mốc LA, hoặc là Gen mốc LA tiêm vào buổi sáng. Còn buổi chiều là dùng những chế phẩm của Ceftifur, ví dụ như là Cept 5.0 hoặc BioCept hoặc Ceftket 7510 hoặc là T Ceftiket hoặc là Cepti 1000, tiêm theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Tôi nhắc lại là sáng dùng A mốc LA hoặc là Gen Ta mốc LA thì tiêm, còn buổi chiều là dùng những chế phẩm của Ceftifur, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và dùng thuốc trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng như vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine, tiêm bắp ngày một lần, dùng Catosan hoặc Satosan cũng tiêm bắp ngày một lần nhá. Và dùng điện giải glucocase thảo dược kết hợp với vitamin tổng hợp và thuốc giải độc gan thận. Nếu mà có hiện tượng sốt cao thì dùng thuốc cảm cúm, thì những thuốc này pha với nước sạch cho lợn uống tự do nhá, cho lợn uống tự do. Và với cái phác đồ trên, thì sẽ khắc phục được nhá, sẽ khắc phục được. Nhưng mà cái khắc phục ở đây là tôi nói là trong trường hợp này là không phải là bệnh dịch tả lợn châu Phi nhá, không phải là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thì nếu mà bệnh tai xanh hoặc là một số các bệnh khác thì với cái phác đồ mà chúng tôi nêu trên thì cái hiệu quả điều trị cũng cao. Còn đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi thì nó không có hiệu quả. Thế vậy thì nếu có điều kiện thì tốt nhất là chị đi mua cái test thử chẩn đoán nhanh bệnh dịch tả lợn châu Phi, chỉ cần cái đấy thôi. Mà khi mà test mà chúng ta biết được đấy là bệnh dịch tả lợn châu Phi thì chúng ta xử lý, chúng ta không điều trị nhá, xử lý chung. Thì còn nếu mà test là bệnh dịch tả lợn châu Phi mà âm tính thì chúng ta dùng cái phác đồ, và chị dùng cái phác đồ mà chúng tôi nêu trên thì điều trị cũng có cái hiệu quả là tương đối tốt, và chúc chị xử lý thành công. Vâng.
Trường hợp thứ ba, tác giả khán giả là Phúc Tuấn. Thầy ơi, cho tôi hỏi, chó bị sốt canxi sau khi sinh khoảng nửa tháng, hai nữa vừa rồi đều bị sốt canxi. Vâng, thì trong trường hợp đây người ta gọi là hiện tượng sốt sữa, thì hiện tượng sốt sữa đây là do thiếu, do thiếu khoáng. Thiếu khoáng thì chủ yếu là thiếu canxi. Thế vậy thì trong trường hợp này thì để mà phòng được thì là trong cái thời gian mà chó đang mang thai thì anh phải bổ sung pyrimid khoáng cùng với vitamin ADE vào trong khẩu phần ăn nhé, trong cái thời gian mà chó đang mang thai. Và khi mà chó sinh thì khi mà chó sinh thì anh dùng cho tôi như thế này, anh dùng là gluconat canxi hoặc là canxi clorua nhé. Tốt nhất là dùng gluconat canxi anh tiêm vào tĩnh mạch, thì tùy theo cái trọng lượng khối lượng của chó thì có thể là mỗi một lần tiêm là 5 ml hoặc là 10 ml tùy theo nhé, 5 ml hoặc là 10 ml thì tùy theo. Hoặc cũng có thể là dùng canxi B12 hoặc có thể là dùng canxi phó hoặc là canxi sando để tiêm, nhưng mà để cho nhanh ấy, thì là phải dùng cái gluconat canxi hoặc canxi clorua. Nếu vậy thì cái gluconat canxi 10% hoặc là canxi clorua 10% thì anh đến cái hiệu thuốc nhân y mua là dễ mua và nó nhiều. Chứ còn đối với thú y thì cái việc mà sử dụng và việc mà mua cái gluconat canxi hoặc là canxi clorua thì một số các cái hiệu thuốc lớn, các cái đại lý lớn có, thì còn các đại lý nhỏ thì thường là không có cái chế phẩm này đâu. Và đồng thời anh có thể là sử dụng cái viên canxi hoặc là cái sữa canxi trong quá trình mà chó đang nuôi con, để thì nó có tác dụng rất là tốt là chống cái hiện tượng là giảm canxi huyết mà gây nên cái hiện tượng là co giật hoặc là gây cái hiện tượng là sốt canxi. Vâng, chúc anh xử lý thành công. Một khán giả tên là Lê Quy An là thầy cho em hỏi là nhiệt độ úm gà con từ 1 ngày tuổi đến 7 ngày tuổi thay đổi như thế nào. Vâng, thì cái úm nhiệt độ đây thì chúng ta thấy là từ 1 đến 7 ngày tuổi đấy nhá. Từ 1 đến 7 ngày tuổi thì tất nhiên là nó cũng tùy thuộc vào cái khí hậu thời tiết, ví dụ như mùa rét nó lại khác và mùa nóng nó lại một khác, đúng không? Mùa nóng là một khác. Thế vậy thì đối với mùa rét thì cái nhiệt độ úm từ đối với gà từ 1 đến 7 ngày tuổi thì thường nó là 32 đến 33 độ nhá. 32 đến 33 độ, còn vừa nóng thì có thể là 31 đến 32 độ. Nhưng mà để mà nhá, để mà có một cái điều chỉnh tốt nhất, có cái điều chỉnh tốt nhất thì anh cũng như bà con cần phải quan sát cái hiện tượng gà ở trong cái quầy úm. Thế vậy thì nó có ba cái hiện tượng sau đây. Cái hiện tượng thứ nhất mà khi mà chúng ta quan sát quầy úm nha, khi mà chúng ta quan sát quầy úm thì thấy đàn gà nằm tản mát hoặc là tản rộng đều trong cái quầy úm thì đấy là cái nhiệt độ là thích hợp đối với đàn gà nhá. Nhiệt độ thích hợp đối với đàn gà. Còn trong trường hợp mà khi mà chúng ta quan sát thì thấy là đàn gà cứ nằm túm tụm vào nhau, đặc biệt là túm gần cái bóng đèn úm thì đấy là thiếu nhiệt độ nhá, thiếu nhiệt độ đối với đàn gà. Còn trường hợp mà thấy là gà nằm tản ra hết ở cái rìa của cái quầy úm nhá, nằm xa ra cái bóng đèn úm mà ở cái rìa quầy úm thì đấy là nhiệt độ quá nóng, hoặc là hay nói cái khác là quá thừa nhiệt độ. Nên thế vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta phải điều chỉnh lại thì bằng cách nếu mà thiếu bóng, nếu mà nó lạnh thiếu bóng úm thì chúng ta phải gì bổ sung bóng úm, hoặc cũng có thể là cùng ở bóng úm như vậy nhưng chúng ta để quá cao thì chúng ta hạ cái bóng úm xuống. Thế còn trường hợp mà nóng quá thì chúng ta bớt đèn đi, hoặc là có thể là chúng ta treo cao lên, nâng cao cái độ cao của bóng đèn lên
nhận nâng cao của bóng đèn lên, thì đấy là cách tốt nhất. Và anh cũng như bà con cần lưu ý thì một số bà con là úm là bỏ để cho nên nhiệt độ giữ nhiệt độ thì đã ở trong trong chuồng rồi, thì vậy là quầy úm đã có cái đèn úm như vậy rồi, nhưng nhiều khi là lại dùng bạt che kín cái quầy úm, thì trong trường hợp đấy thì sẽ gây nên cái hiện tượng là sốc nhiệt. Sẽ gây nên cái hiện tượng sốc nhiệt mà không có hiện tượng thông thoáng thì trong trường hợp đấy là cũng ảnh hưởng rất lớn, và thậm chí còn gây là cái tỷ lệ hao hụt mà gà chết rất là nhiều. Cho nên là anh cũng như bà con cần phải lưu ý mấy vấn đề mà chúng tôi nêu ở trên. Vâng, xin mời bà con cũng như là anh chị em trong quá trình mà tham gia theo dõi cái buổi live stream thì cứ đưa ra câu hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời cho anh chị em cũng như cho bà con. Vâng, một câu hỏi tên là Trần Văn Trung. Xin hỏi Phó Giáo sư là bò nhà em 24 tháng mà vẫn chưa thấy động dục. Vâng, cái động dục lần đầu đối với bò thì nó tùy thuộc vào giống bò. Ví dụ như là đối với giống bò nội thường là 6-7 tháng nó đã động dục rồi, nhớ, đã động dục rồi. Thế còn thì đối với bò giống bò ngoại, nó giống bò nhập ngoại thì nó khoảng là phải là 8 tháng hoặc là 10 tháng. Như vậy trong trường hợp này nha, trong trường hợp này thì là thì hiện tượng là chậm động dục. Hiện tượng chậm động dục. Thế vậy thì hiện tượng chậm động dục này nó có rất nhiều các cái nguyên nhân. Có thể là do cái chất lượng con giống, có thể là do cái u nang buồng trứng, có thể là u xơ cổ tử cung, hoặc có thể là rối loạn các hormone vân vân nhá. Vâng, vì vậy mà anh có thể thực hiện các cái bước sau đây xem như thế nào. Thứ nhất là anh bổ sung pyrimid khoáng và vitamin ADE, đồng thời cũng điều chỉnh lại khẩu phần thức ăn. Thì điều chỉnh lại khẩu phần thức ăn ở đây là tăng cái tỷ lệ đạm nhá, tăng cái tỷ lệ đạm mà trong cái thức ăn, khẩu phần thức ăn tinh nhá, thức ăn tinh. Và đồng thời là cho bò vận động, và nhiều trường hợp có thể nuôi nhiều mà lại không chăn dắt mà cho ăn cỏ ủ, hoặc là mua sẵn cỏ hoặc là dơm khô về thì nó lại khác. Cho nên là phải cho vận động, và nếu có điều kiện là phải chăn thả. Đối với những đàn bò mà trong đó có con đực sống nha, trong đó có con đực, trong đó có con đực, và làm như vậy trong khoảng thời gian là 15 đến 20 ngày, rồi sau đó anh dùng cái thuốc kích dục để anh tiêm nhá, anh dùng thuốc kích dục để anh tiêm và tiêm theo chỉ dẫn, và đồng thời là sau khi tiêm thuốc kích dục thì anh phải theo dõi nhá, theo dõi cái hiện tượng động dục. Và với cái biện pháp đấy thì theo tôi là có thể là bò sẽ động dục, và khi mà bò động dục thì anh sẽ cho bò phối giống nhá, cho bò phối phối giống ở cái thời điểm mà chịu, con bò nó chịu, bò chịu được, và nên phối giống kép, tức là phối 2 lần hoặc phối 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 6 đến 12 giờ nhá. Và anh cứ tiến hành theo cái tư vấn của chúng tôi xem như thế nào. Và nếu mà với cái tư vấn của chúng tôi mà bò mà không có cái biểu hiện động dục ấy, thì là anh cần phải loại thải để mà tìm cái con giống khác để gây nhé. Anh lưu ý như vậy. Vâng, một trường hợp nữa, Lê Quý An, em chào thầy, thầy cho em hỏi là gà bố mẹ thuộc giống gà chọi bắt đầu cho sinh sản thì sau bao nhiêu lâu thì mình loại thải. Vâng, cái này thì nó tùy thuộc nhé, nó tùy thuộc mà để mà có cái chất lượng tốt ấy nhá, để mà có cái chất lượng lượng tốt thì thường là 12 tháng hoặc là 16 tháng nhá, thì là anh phải cho loại thải nhá, chứ không để lâu là nó cũng không có hiệu quả. Vâng, thì đấy là
cái câu hỏi. Một câu hỏi nữa là thân danh hiền, thầy cho em hỏi là em muốn nâng cấp và mở rộng cái chuồng trại, em cần được thầy tư vấn làm chuồng sàn cho heo thịt tiết kiệm nước được không? Vâng, cái này thì được. Anh có cái mail ấy, đúng không? Có cái địa chỉ mail thì anh sẽ gửi địa chỉ mail cho tôi, thì tôi sẽ cho cái tài liệu và tư vấn chi tiết cái quy cách làm cái chuồng mà trại mà tiết kiệm nước. Thì cái hiện nay là cái xu hướng mà nuôi lợn mà tiết kiệm nước là người ta cũng đang sử dụng rất là nhiều nhé, sử dụng rất nhiều, và phải có cái kỹ thuật xây dựng chuồng trại và vừa tiết kiệm được nước nhưng mà lại thì được an toàn, được an toàn sinh học và cũng không bị ô nhiễm, mà không bị ô nhiễm môi trường nhé. Thế vậy thì anh gửi cái địa chỉ mail vào cái số điện thoại của tôi, thì số điện thoại của tôi thì chắc là các anh cũng biết rồi đó, gửi vào số điện thoại của tôi qua cái tin nhắn ấy, thì tôi sẽ từ cái mail, địa chỉ mail của anh thì tôi sẽ tư vấn một cách chi tiết cho anh nhé. Vâng, rồi. Một khán giả tên là Lê Luận, chó nuôi được 1 năm rồi, nặng 30 kg, hiện ngạt mũi, chảy nước mũi và có lẫn máu kém ăn, xin thầy cho phác đồ điều trị. Vâng, thì trong trường hợp này là chó bị viêm phổi xuất huyết. Thế vậy thì để khắc phục cái hiện tượng trên thì anh cần phải tiến hành các bước sau đây. Bước thứ nhất, trong những ngày giá lạnh là phải giữ ấm cho chó, thì đấy là cái bước thứ nhất mà anh cần phải lưu ý nha. Và bước thứ hai nha, bước thứ hai là anh dùng một cái pháp đồ điều trị như sau. Thứ nhất là dùng kháng sinh, thì cái kháng sinh hiện nay là anh phải dùng kháng sinh phối hợp nha, dùng kháng sinh phối hợp. Thì cái việc đầu tiên là buổi sáng là anh có thể anh dùng Amoc NA, hoặc có thể là dùng Gentamoc LA, anh tiêm cho chó vào buổi sáng. Còn buổi chiều thì anh dùng nhá, buổi chiều anh dùng Tetracycline nhá, buổi chiều là dùng Tetracycline hoặc là những chế phẩm có Ceftifur hoặc là oxy tetracycline, anh tiêm buổi chiều cho chó, thì đấy là hai cái loại kháng sinh. Và thứ ba là cái thuốc mà giảm viêm, thì thuốc giảm viêm đây thì tốt nhất là anh dùng cái prednisolone. Cái prednisolone này là phải là thuốc tiêm chứ không phải thuốc uống, mà mua ở bên nhân y nhá, ở hiệu thuốc nhân y nó có. Còn nếu không có thì thuốc prednisolone thì anh có thể là dùng dexamethasone cũng được, nhưng mà cái dexamethasone thì không tốt đối với chó. Dùng prednisolone rất là tốt, thì thuốc giảm viêm kết hợp với kháng sinh nó nâng cao được cái hiệu quả của kháng sinh lên. Thì đây là thứ ba. Thứ tư là anh dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng cũng như bồi bổ cơ thể, dùng vitamin C kết hợp B1 kết hợp với long não nước, anh tiêm cho chó, và dùng Catosan hoặc Satosan hoặc là Sopito hoặc là vitamin B12 với B1 anh tiêm cho chó ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và anh cần lưu ý là dùng thuốc giảm ho lông đờm. Thì thuốc giảm ho lông đờm ở đây anh dùng cái bromhexin. Thế vậy cái bromhexin nó có hai dạng, dạng uống và dạng tiêm, thì đối với chó thì anh dùng dạng dạng tiêm nhá. Và nếu có điều kiện mà chó nó bị suy nhược mà ăn kém thì anh phải truyền dịch. Thì cái truyền dịch ở đây là anh dùng dung dịch đường gluco 10% mỗi một ngày khoảng độ 200 ml, anh kết hợp với
thuốc trợ tim, tiêm truyền chậm vào tĩnh mạch. Thì cái việc truyền dịch này nó khôi phục, làm cho chó hồi phục rất là nhanh. Cho nên anh không làm được thì anh có thể là mời người quen hoặc là cán bộ thú y người ta đến, người ta giúp. Thì với cái pháp đồ trên thì anh điều trị liên tục 5 đến 7 ngày. Vâng. Rồi, một khán giả tên là Hiền Hội. Chào thầy, thầy có thể giới thiệu thuốc kháng sinh đặc trị thương hàn ghép viêm phổi và tiêu chảy trên gia súc có hiệu quả? Vâng. Dạ. Hiệu quả nhất được không ạ? Vì giờ có rất nhiều thuốc mà không biết chọn. Vâng. Thế vậy thì trong cái trường hợp này nhá, trong trường hợp này thì chị cần lưu ý này, cần lưu ý sử dụng các loại kháng sinh sau đây này. Thứ nhất nhá, thứ nhất là thế này thì tất nhiên là cái kháng sinh giữa là tiêu hóa và đường hô hấp đấy nhá, đường hô hấp đấy. Nên vì trong trường hợp này là anh nếu mà có hiện tượng ghép như vậy thì phải là sử dụng thuốc ghép. Thì buổi sáng là chị dùng thuốc đặc trị đối với thương hàn nhé, dùng thuốc đặc trị đối với thương hàn. Thứ nhất là thương hàn gây với tiêu chảy. Thế vậy thì cái đặc trị đối với thương hàn thì chị dùng nhá, chị dùng như này, dùng Enzoflox nhá, hoặc là Flor 20, hoặc là Flor Phenicol, hoặc là Quinolai nhá. Thì đấy là những cái loại thuốc mà hiện nay là có tác dụng là đặc trị đối với thương hàn rất là tốt nhá, rất là tốt. Hoặc là có trường hợp là người ta sử dụng một cái chế phẩm là Flor Doxy đó, Flor Doxy thì vừa có tác dụng là đối với phổi mà vừa có tác dụng là đối với thương hàn cũng rất là tốt. Còn nếu không thì dùng tách như vừa xong tôi chỉ dẫn. Thế còn thì buổi chiều chị dùng cái thuốc mà đặc trị đối với phổi. Thì đặc trị đối với hô hấp thì chị có thể dùng nhá, dùng amoxicillin nhá. Amoxicillin đấy là kháng sinh nhanh ấy, hoặc có thể là dùng cefotaxime nhá, hoặc là dùng timicoxin, hoặc là dùng thiamulin nhá, hoặc là dùng thiamulin. Thì đấy là những kháng sinh mà đặc trị đối với hô hấp hiện nay. Tôi nhắc lại là cái kháng sinh mà hiện nay là có cái hoạt phổ rộng thì dùng là amoxicillin nhá, hoặc có thể là dùng cefotaxime, hoặc có thể là dùng timicoxin, hoặc là thiamulin. Thì đấy là những cái loại thuốc mà có hoạt phổ rộng và ít bị vi khuẩn kháng thuốc. Thì tất nhiên ngoài cái việc mà sử dụng kháng sinh đặc trị như vậy thì còn phải dùng cái thuốc giảm viêm tác động vào nhé, thuốc giảm viêm tác động vào. Ví dụ cái thuốc giảm viêm đây như vậy dùng dexamethasone, hoặc có thể là dùng cái prednisolone. Và một cái loại kháng sinh nữa thì nó tiêm nó thì có thể là tác động rất tốt với hệ tiết niệu, rất tốt đối với tiêu hóa, rất tốt đối với hô hấp. Đó là những chế phẩm của Septifur nhé, chế phẩm của Septifur, ví dụ như là Biosep, hoặc là T-Septiket, hoặc là Septi-1000, hoặc là Sep 5.0, vân vân, hay là những chế phẩm có Septifur nhá. Thì tất nhiên là phải những chế phẩm mà phải có cái hàm lượng cao nhá, phải có cái hàm lượng cao, chứ còn cái hàm lượng thấp thì cái hiệu quả nó sẽ không cao. Vâng. Vâng, xin mời bà con tiếp. Một khán giả tên là Nguyễn Dương. Thầy cho em hỏi, dê trưởng thành hay bị rụng lông đốm tròn, tròn dê vẫn bình thường và bị... Vâng, cái hiện tượng mà rụng lông mà đốm tròn đây thì theo tôi là rất có thể là do cái hiện tượng nấm nha, rất là có thể là do cái hiện tượng nấm. Thế vậy thì trong trường hợp này thì anh cần phải lưu ý là phải tách ghi dê bệnh ra, bởi vì nếu mà do nấm thì nó lây lan rất là nhanh,
và đồng thời là cái sàn chuồng nuôi là phải là luôn sạch sẽ khô ráo, và định kỳ dùng cái thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi, cái dưới gầm chuồng nuôi cũng như là sàn chuồng nuôi nhé. Thì đấy là anh cần lưu ý, và đặc biệt là không để mà sàn chuồng ẩm hoặc là dê mà tiếp xúc với nước, ví dụ như trong những ngày mưa phùn hoặc là trong những ngày giá lạnh vân vân. Và đồng thời là sử dụng cái biện pháp sau đây thì nó có rất hiệu quả. Anh dùng nước lá chuồng không sắc đặc, anh tắm cho dê, và sau khi mà dùng nước lá chuồng không sắc đặc rồi thì anh dùng tiếp cái dung dịch nước phèn chua 3%, anh tắm tiếp nhá, tắm tiếp và chú ý vào cái vùng da mà rụng lông đấy nhá, tác động vào vùng da rụng lông đấy. Và sau khi mà anh tắm nước lá chuồng không rồi tắm cái dung dịch phèn chua rồi thì là anh dùng cái iodin 10% anh bôi, và sau khi anh bôi cái iodin rồi thì là anh dùng cho tôi là cái dung dịch ASA nhé, dung dịch ASA là dung dịch trị nấm đấy, dung dịch ASA hoặc là dung dịch BSI. Thế vậy thì hai cái dung dịch này là ở hiệu thuốc thú y không có đâu, mà phải có ở hiệu thuốc nhân y. Thì người ta có, anh cứ đến cái hiệu thuốc của người đấy, anh bảo bán cho tôi ASA hoặc BSI, người ta bán cho. Thì anh dùng ASA hoặc BSI anh bôi vào cái vùng da mà rụng lông tròn đấy nhá, nó tròn đấy. Và sau khi mà bôi cái ASA hoặc BSI để cho nó khô một chút thì anh dùng cái thuốc mỡ trị nấm. Thì cái này thì nó sẽ tác động lâu dài và nó là không làm khô da. Tức là anh dùng cái cô đẹp pha nhé, cô đẹp pha hoặc là cái thuốc mỡ trị nấm, mà cái này cũng là mua thuốc của người, thì anh bôi lên. Và với cái pháp đồ trên thì anh cứ điều trị liên tục 10 đến 15 ngày thì nó sẽ có hiệu quả. Vâng, xin rất cảm ơn bà con cũng như là anh chị em đã bớt chút thời gian theo dõi cái buổi live stream của chúng tôi, và đây cũng là cái nguồn động viên của anh chị em cũng như của bà con đối với chúng tôi. Vâng, một câu hỏi nữa một câu hỏi nữa của khán giả tên là: theo con bằng các cái chuồng úm mà có cái đèn hồng ngoại đấy nhá, thì đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là nếu mà heo con mà lười bú, bú ít thì, và heo mẹ có nhiều sữa thì phải chịu khó bắt đầu vú, tức là bắt đầu vú cho heo con vú, phải chịu khó một chút để nó có lực lên bắt đầu vú cho heo con, cho heo con vú nhá. Và thứ ba là dùng vitamin A, D, E nhé, dùng vitamin A, D, E và vitamin tổng hợp nhỏ cho heo con ngày 2 lần nhé, ngày 2 lần nhỏ cho heo con. Và đồng thời phải quan sát xem là heo con có bị tiêu chảy hay không. Nếu bị tiêu chảy thì là phải dùng cái thuốc mà điều trị tiêu chảy nhỏ cho heo con nhé, nhỏ cho heo con. Và với cái biện pháp trên thì sẽ khắc phục được. Còn trường hợp mà do heo mẹ mà ít sữa thì chị có thể dùng như thế này: là nấu cháo gạo nếp với lá sung với ba cái cẳng chó cho heo mẹ ăn liên tục 10 đến 15 ngày. Và nếu mà heo mới đẻ 3 đến 5 ngày thì dùng thêm oxytocin nhé, dùng thêm oxytocin tiêm cho heo mẹ theo chỉ dẫn và tiêm liên tục 3 đến 5 ngày thì nó sẽ tăng được cái sản lượng sữa, tăng được cái lượng sữa cho heo mẹ nhé, tăng được cái lượng sữa cho heo mẹ. Thì đấy là với cái biện pháp trên thì sẽ khắc phục được cái hiện tượng mà heo con bú ít và heo con gầy yếu. Vâng, một khán giả nữa tên là Phát Hòa. Em chào thầy, thầy cho em hỏi, em có con bò đẻ xong nó phải 2 tiếng sau nó mới được đứng dậy được hay là cái gì?
mới đứng dậy được, nhưng chỉ đứng có một chút rồi lại nằm. Thì trong trường hợp này thì theo ông tôi là thứ nhất là do suy nhược, hoặc là cái thứ hai là do cái hiện tượng là thiếu thiếu khoáng mà gây nên cái hiện tượng là yếu chân và mệt què chân. Thế vậy thì trong trường hợp này thì để khắc phục thì anh chị cần phải dùng cái biện pháp như thế này. Là dùng vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine nhá. Vitamin C và B1 kết hợp với caffeine tiêm ngày 2 lần. Thì đấy là cái thuốc thứ nhất. Thuốc thứ hai là dùng Catosan hoặc Satosan tiêm bắp ngày 1 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và cái loại thuốc thứ ba là dùng gluconat canxi hoặc là canxi clorua 10% nhá. Và cái thuốc này là mua ở hiệu thuốc nhân y. Dùng, tôi nhắc lại, gluconat canxi hoặc là canxi clorua 10%. Tiêm chậm vào tĩnh mạch tai, cái này là anh chị không tiêm được, phải mời cán bộ thú y, mà khi phải sử dụng cái biện pháp này thì nó mới nhanh hồi phục đối với con bò. Thì mỗi một lần là anh chị tiêm là 20 đến 30 ml cho một ngày nhé. 20 hoặc 30 ml gluconat canxi 10% hoặc canxi clorua 10% tiêm chậm vào tĩnh mạch tai. Và đồng thời đấy, dùng vitamin B1 kết hợp với strychnine sulfat. Thế vậy vitamin B1 là 10 ml còn strychnine sulfat là 5 ml. Hai cái này trộn lẫn vào tiêm bắp ngày một lần nhá, tiêm bắp ngày một lần. Và nếu có điều kiện nữa thì có thể là dùng dung dịch đường glucoyutrương 10% 500 ml kết hợp với 5 đến 10 ml caffeine natri benzoate hay là cái thuốc trợ tim đấy, tiêm truyền chậm vào tĩnh mạch. Thì với cái phác đồ trên điều trị liên tục 5 đến 7 ngày thì sẽ khắc phục được cái hiện tượng mà trên con bò như là anh chị mô tả, và chúc anh chị xử lý thành công. Vâng. Có một câu hỏi nữa tiếp theo là Huy Thái. Thầy cho em hỏi, dê con mới đẻ nay được khoảng 7 ngày, cần tiêm những loại thuốc gì phải phòng bệnh? Em xin cảm ơn. Vâng, đối với trường hợp mà dê con thì cần lưu ý này. Thứ nhất là phải là giữ ấm nha. Cần phải giữ ấm thì đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là dùng vitamin A, D, E và vitamin tổng hợp nhỏ và tiêm, thì đấy là cái thứ hai. Và thứ ba nhá. Thứ ba nữa ở đây là phải dùng vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine để tiêm bắp nhá, và tiêm bắp. Và thứ tư nhá, thứ tư mà nếu có điều kiện thì cũng có thể là dùng dextran sắt để tiêm cho dê nhé, tiêm cho dê. Thế còn thì cái vaccine ấy, thì cái vaccine mà đối với dê thì vaccine hiện nay là đối với dê con thì người ta phải tiêm cái vaccine viêm ruột hoại tử. Như cái vaccine viêm ruột hoại tử thì khoảng là 10 đến 15 ngày thì người ta mới tiêm. Thì cái này thì anh cần lưu ý nhá, cần lưu ý. Thế còn đối với dê thì tiêm đấy là các biện pháp mà để nâng cao sức đề kháng cũng như là bồi bổ về để mà trợ lực cho dê nó phát triển được tốt hơn. Sau này thì anh cần phải tiêm, đối với dê thì phải tiêm phòng, thứ nhất là viêm ruột hoại tử, thứ hai là tiêm vaccine phòng bệnh đậu, thứ ba là vaccine phòng bệnh tụ huyết trùng. Thì trong trường hợp đấy là người ta tiêm là khi mà dê đã được hơn tháng, một hai tháng tuổi thì người ta mới tiêm. Chứ còn trong trường hợp mà tiêm cái vaccine viêm ruột, phòng viêm ruột và hoại tử thì phải tiêm là ở cái giai đoạn còn nhỏ, tức là 10 đến 15 ngày nhé. Khi mà dê được 10 đến 15 ngày thì tiêm. Vâng, còn một khán giả nữa tên Võ Hậu. Thầy cho em hỏi, heo được 20 kg có hiện tượng nòi giòm, đây là nòi tử cung xuất huyết, bụng chúng to không đi phân được. Thì cái hiện tượng đấy sau 2 ngày thì chết. Thì cái hiện tượng
không đi phân được thì hiện tượng này là cái hiện tượng mà không đi ỉa được thì là con vật sẽ bị trúng độc, con vật chết thôi nhé, trúng độc con vật chết. Cái này chị nói là nòi giom nó khác với là nòi tử cung nhé. Nòi giom là cái hậu môn nó bị nòi ra, chứ còn tử cung là phải là tử cung từ bên trong lộn ra ngoài, còn nếu không người ta gọi là âm đạo lộn ra ngoài nhé. Cho nên là nòi giom với nòi tử cung nó khác, với âm đạo nó khác. Chứ còn thì trong trường hợp mà âm đạo mà lộn ra ngoài sau đó là bị xuất huyết thì nó nhiều khi là bị đó là bị là sao là bị nhiễm khuẩn và nó chết. Thì cái trường hợp này thì theo chúng tôi là do đấy, là do hiện tượng mà con vật mà không đi ỉa được và không đi ỉa được lại đồng thời là có hiện tượng bụng trúng to, cho nên nó áp được ở trong xung bụng nó tăng thì nó sẽ đẩy rất mạnh để cho cái hiện tượng là âm đạo lộn ra ngoài, và đồng thời cũng là có hiện tượng mà nòi giom ra ngoài, và hai cái trường hợp đấy thì sẽ làm cho con vật chết. Đặc biệt chết ở đây là con vật không đi ỉa được, thì con vật các cái sản vật độc phân và các cái thức ăn ở trong đường tiêu hóa nó bị phân hủy tạo thành những sản vật độc, sản vật độc này nó tác động vào máu làm cho con vật là trúng độc mà con vật chết nhé. Cho nên là bằng mọi biện pháp là phải làm thế nào để cho con vật mà đi ở được nhé, đi ở được. Thế còn thì cái hiện tượng nòi giom mà trong trường hợp nó ít thì có thể ta đẩy vào, sau đó ta khâu bớt cái lỗ hậu môn lại. Chứ còn trong trường hợp mà nó dài quá thì là phải làm cái thủ thuật ngoại khoa để cắt. Thì cái này chúng tôi cũng đã can thiệp được nhiều thì có hiệu quả nhá. Chứ còn hiện tượng mà âm đạo lộn ra ngoài thì cũng là đưa trở lại, nó đưa trở lại vào trong, thì trước khi đưa trở lại thì phải rửa sạch cái phần mà nó lòi ra mà nó bị bẩn, sau đó là bôi mỡ kháng sinh mỡ vào, sau đó là đưa cái âm đạo hoặc là tử cung trở lại cái vị trí bình thường, rồi là khâu bớt cái mép âm môn, đặc biệt là khâu 2/3 cái mép âm môn phía trên. Thì để với khoảng thời gian 10 đến 15 ngày cắt chỉ thì nó sẽ có tác động tốt nha, có tác động tốt. Thì đấy là cái này là chỉ cần phải lưu ý, bà con cần phải lưu ý là trong trường hợp khi mà con vật bị táo bón hoặc là bị ỉa thì nó thường gây nên cái áp lực xuống bụng tăng, và nó có thể gây hiện tượng nổi giom hoặc có thể gây nên cái hiện tượng mà âm đạo lộ ra ngoài hoặc là tử cung lộ ra ngoài. Vâng, còn rất nhiều các câu hỏi khác, nhưng do cái thời lượng đã hết thì chúng tôi sẽ trả lời cho bà con với một cái thời gian sớm nhất nhé, với một thời gian sớm nhất. Và giờ sang cái nội dung thứ ba là chúng tôi giới thiệu cho bà con một số các cái sản phẩm thuốc thú y. Như vậy thì trên thực tế là các cái sản phẩm thuốc y có rất nhiều, có rất nhiều các công ty khác nhau, thì tất nhiên là các cái thành phần nó có thể giống nhau nhưng tên thương phẩm nó khác nhau, hoặc là nó có những cái bí quyết mà người ta phối chế nó khác nhau thì nó có hiệu quả nha, nó có hiệu quả. Như vậy thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con những loại thuốc mà dễ kiếm trên thị trường, và đồng thời là cái giá thành chấp nhận được nhưng cái hiệu quả điều trị cao. Cái loại thuốc hiện nay mà nó có tác dụng rất tốt cả đường tiêu hóa, cả đường sinh dục, cả đối với hiện tượng viêm vú, cả viêm phổi, đó là T-Septiket. T-Septiket thì đây là những chế phẩm mà có cái Septifur nhé, đó Septifur. Và đây cũng là một cái loại thuốc kháng sinh, thuốc kháng sinh mà có hoạt phổ rộng và ít bị nhé, ít bị mà kháng vi khuẩn kháng thuốc. Cho nên cái thuốc này thì ngoài cái việc là điều trị bệnh ở đường tiêu hóa này, điều trị phổi này, điều trị ở thận này, điều trị viêm phổi thì nó còn có tác dụng rất tốt đối với trường hợp là bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng và một số các trường hợp nhiễm trùng khác. Thế cái này là trên thị trường hiện nay cũng đã có rất nhiều và đã được rất nhiều bà con sử dụng rộng rãi và có cái hiệu quả cao. Và đây là thuốc của một cái công ty TechVet.
nhé. Thì đấy chúng tôi chỉ giới thiệu cho bà con thôi, và đã một số bà con dùng là thấy có hiệu quả, bà con phản hồi thì chúng tôi cũng là giới thiệu cho bà con, chứ không phải đây là quảng cáo bắt buộc bà con phải phải dùng nhé. Thì đấy là cái loại thuốc thứ nhất. Và thuốc thứ hai là cái Spexin D nhé, Spexin D. Thì đây nó có tác dụng cũng rất là tốt, viêm phổi, viêm vú, viêm khớp, hiện tượng sung phù đầu và tiêu chảy da máu. Thì đây cũng là loại cái thuốc mà rất là tốt, sử dụng cho da súc cũng như là cho da cầm. Và cái thuốc này trên thị trường cũng được bán rất nhiều, và do cái công ty thuốc thú y đây là của công ty thuốc thú y Winvet nhé, công ty thuốc thú y Winvet sản xuất. Vâng, thì đấy là một số những cái chế phẩm thuốc thú y mà đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường để phòng và trị bệnh cho vật nuôi. Thì chúng tôi giới thiệu để bà con tiện theo dõi, tiện dùng, với hiệu quả cao nhưng giá thành chấp nhận được và dễ kiếm trên thị trường. Một lần nữa xin cảm ơn bà con đã bớt chút thời gian theo dõi cái buổi livestream trực tuyến của chúng tôi, và chúc bà con có một buổi tối tốt lành. Và những bà con nào mà hôm nay mà chưa có điều kiện theo dõi trực tiếp cái buổi livestream của chúng tôi thì sẽ vào cái kênh YouTube của chúng tôi, chuyên gia Phạm Ngọc Thạch. Thì trong cái kênh YouTube này thì chúng tôi có rất nhiều các video cho rất nhiều các cái tiêu đề bệnh và các cái tiêu đề khống chế dịch bệnh cho vật nuôi. Thì bà con vào cái YouTube chuyên gia Phạm Ngọc Thạch để đăng ký và để theo dõi. Một lần nữa xin kính chào bà con và chúc bà con một buổi tối tốt lành.